Penicillin, thuốc cứu hàng tỷ người đã được tìm ra như thế nào? Nhà sinh học người Scotland, Alexander Fleming là một nhà khoa học đam mê nghiên cứu và kỹ lưỡng trong việc xem xét lại các phần thí nghiệm của mình. Ông thường rất do dự khi ném đi những mẻ cấy vi khuẩn cũ cho đến khi hoàn toàn chắc rằng không nghiên cứu được gì hơn từ chúng. Trước khi chuẩn bị kỳ nghỉ hè trong vòng 2 tuần vào năm 1928, thông thường phòng thí nghiệm sẽ được vệ sinh thật sạch. Alexander Fleming đã quên không dọn dẹp. Khi trở về sau kỳ nghỉ, vào buổi sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 9 năm 1928, ông thấy một vài đĩa dùng để nuôi cấy vi khuẩn đã bị mốc. Trước khi vứt bỏ chúng, ông phát hiện thấy mốc ở trên một chiếc đĩa đã tiêu diệt mẻ vi khuẩn mà ông nuôi cấy tại đó. Mốc đó là một loại nấm Penicillium trisoginum phát triển trên bánh mì. Fleming viết báo cáo khoa học về phát hiện của ông, nhưng chưa thực sự bám sát vào tính thực tiễn của nó. Tuy Alexander Fleming là người đầu tiên tìm ra tính năng của penicillin, nhưng ông không có công nghệ để nuôi cấy hàng loạt ở quy mô công nghiệp. Năm 1938, Fleming nhận được thư của hai nhà khoa học từ trường Đại học Oxford với lời đề nghị được hợp tác với ông để tiếp tục thực hiện công trình nghiên cứu về penicillin, và sự hợp tác đã mang lại thành công. Tháng 8 năm 1940, báo cáo kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp san khoa học Lancet. Fleming đã được đồng nhận giải Nobel vì thành tích này. Ông thản nhiên bình luận rằng, đôi khi người ta lại tìm ra những thứ mà mình đang không tìm kiếm. Trong Chiến tranh Thế giới II, một nhóm các nhà khoa học tìm kiếm cách chữa trị cho những vết thương bị nhiễm trùng của binh sĩ, tình cờ phát hiện ra khám phá của Fleming và thử nghiệm với một dạng của nấm mốc đó. Chúng như có sức mạnh thần kỳ. Ngay sau đó, nó được sản xuất với số lượng không thể tin nổi và được đưa ra mặt trận. Hơn 50 năm sau, penicillin vẫn là chất kháng sinh được sử dụng nhiều nhất thế giới. Đó là nhờ sự phát hiện tình cờ của nhà khoa học không thích dọn dẹp. Hơn 21 công ty hóa chất tham gia vào chương trình sản xuất cấp tốc penicillin trong suốt Chiến tranh Thế giới II. Cho đến khi kết thúc cuộc chiến, họ đã sản xuất 650 tỷ đơn vị mỗi tháng. Thật thú vị khi sự bừa bộn lại mang đến những phát kiến tuyệt vời làm thay đổi đời sống nhân loại, cứu sống hàng tỷ người. Nhưng bạn đừng có bắt chước nhà khoa học này nhé. Cứu người thì chưa thấy đâu, mà mất vệ sinh quá có khi sinh bệnh ấy chứ.